mặt vẫn anh hùng là những hồi chờ anh theo dõi. Lỗi đạo làm tôi bất hiếu với cha, chuyện La Nhân xin hãy bỏ qua, vì không hiểu nên mới xảy ra tâm sự. Nguyên Nhung à, Nguyên Nhung cần tự tử, suy tính sao cho vẹn vẻ đôi đàn. Nghe tiếng phân tân tường chân tình Yeah.